Xin được chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các trung tâm giám sát sát hạch lái xe lắp đặt hệ thống camera để giám sát các kỳ sát hạch dữ liệu giám sát được truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để công khai và để các cơ quan có thẩm quyền tham gia giám sát để ngăn chặn hành vi gian lận trong thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có biện pháp ngăn chặn theo đó để nâng cao chất lượng giám sát chặt chẽ công tác sát hạch lái xe tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố chỉ đạo các hội đồng sát hạch phối hợp với trung tâm sát hạch cơ sở đào tạo lái xe theo dõi kiểm tra các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng sử dụng điện thoại di động thiết bị truyền tin để gian lận trong quá trình sát hạch các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản trình giám đốc sở ra quyết định không cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo sát hạch cấp phép lái xe cơ giới đường bộ. Các sở giao thông vận tải cũng chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe kéo dài vách ngăn giữa máy tính để người dự sát hạch không trao đổi trong quá trình sát hạch. Đồng thời cần kiểm tra lắp các camera lắp trong phòng sát hạch lý thuyết sân sát hạch phải đảm bảo giám sát toàn bộ các máy tính ở trong phòng sát hạch lý thuyết các bài sát hạch trong sân sát hạch theo đúng quy định